Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Ông Trump có thể đảo ngược tình thế nhờ bồi thẩm viên thứ 13. Theo báo Vietnamnet, cựu Tổng thống Trump không hề giấu giếm kế hoạch chống lại việc bồi thẩm đoàn tại Tòa án tối cao Manhattan, New York. Tuyên ông có tội đối với cả 34 cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền che giấu mối quan hệ với ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels trước thềm bầu cử năm 2016. Các luật sư tiết lộ ông Trump có rất nhiều con đường pháp lý để theo đuổi. Một số chuyên gia luật như Arlo Devin Brown, cựu lãnh đạo đơn vị chống tham nhũng công tại văn phòng công tố viên Manhattan, thậm chí đánh giá cựu tổng thống vẫn có cơ hội đảo ngược phán quyết lịch sử. Theo tạp chí Politico, cơ hội đầu tiên để ông Trump kháng cáo sẽ đến trong vòng 30 ngày, kể từ thời điểm tòa tuyên án vào ngày 11 tháng 7 tới đây. Lúc đó, cựu lãnh đạo Nhà Trắng có thể gửi đơn đến ban phúc thẩm, vụ tư pháp số 1 thuộc Tòa án tối cao bang New York, không xa nơi ông vừa phải trải qua 7 tuần xét xử vụ án do công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg khởi xướng. Ban phúc thẩm này có toàn quyền xem xét các kết luận của bồi thẩm đoàn, nên đôi khi được gọi là bồi thẩm viên thứ 13. Đội ngũ pháp lý của ông Trump dự kiến sẽ tập trung vào một số vấn đề then chốt, trong đó có lý thuyết pháp lý cho phép các công tố viên biến 34 cáo buộc tội nhẹ về làm giả hồ sơ kinh doanh thành một vụ trọng tội hình sự chống cựu tổng thống. Chúng tôi sẽ đưa vấn đề này lên cao và xa nhất có thể, bao gồm cả việc đệ trình lên tòa án tối cao Mỹ để minh oan cho các quyền của cựu tổng thống Trump. Luật sư Will Sharp, người tham gia biện hộ cho ông Trump, chia sẻ với đài CNN hôm 1 tháng 6. Cựu công tố viên Delin Brown lưu ý, không giống như phiên tòa kết thúc bằng phán quyết kết tội ngày 30 tháng 5, đơn kháng cáo có thể tập trung vào các vấn đề pháp lý tổng quát phức tạp, thay vì những bằng chứng đã trình lên bồi thẩm đoàn. Tại phiên tòa tuần trước, 12 thành viên bồi thẩm đoàn kết luận ông Trump phạm tội làm giả hồ sơ kinh doanh để che đậy âm mưu phá hoại cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Để chứng minh tội này, các bồi thẩm viên phải nhất trí rằng ông Trump đã sử dụng các cách thức bất hợp pháp, nhưng họ không cần phải đồng thuận về một hành động trái pháp luật đơn lẻ. Quá trình truy tố viện dẫn 3 lý thuyết khác nhau về cách các hồ sơ giả có thể vi phạm luật bầu cử của bang New York ra sao, sự chỉ dẫn hạn chế về những gì một số lý thuyết đó yêu cầu, cùng thực tế các bồi thẩm viên không bắt buộc phải nhất trí về những điều được chứng minh, đã tạo ra vấn đề thực sự để kháng cáo, ông Delin Brown giải thích. Cách thức cơ cấu của ban phúc thẩm cũng có thể có lợi cho cựu tổng thống. Cơ quan này được mệnh danh bồi thẩm viên thứ 13 ở New York, vì các thẩm phán được phép đưa ra phán quyết dựa trên những tình tiết của vụ án, không chỉ căn cứ vào luật. Theo Diana Florence, cựu trợ lý công tố viên quận Manhattan, đó là quyền lực thường bị xem nhẹ của ban phúc thẩm. Bà Florence tin ông Trump sẽ là bị cáo phúc thẩm chưa từng có tiền lệ và có thể nắm trong tay ít nhất một điều thuận lợi. Đó là kẻ hở tồn tại độc nhất vô nhị ở ban phúc thẩm của New York. Có một điều thiên vị cố hữu đối với các bị cáo cổ cồn trắng, những người bị truy tố về các tội trong lĩnh vực kinh tế và không có yếu tố bạo lực. Những đối tượng được đối xử ít hà khắc hơn. Xét ở khía cạnh đó, điều này có thể có lợi cho ông Trump. Bà Florence nói thêm, Alexander Reynet, giáo sư về kiện tụng tại trường luật Cardozo nhận định, ông Trump cũng có khả năng kháng cáo với lý do một nhân chứng chuyên môn mà ông muốn triệu tập ra tòa, Bradley Smith, cựu lãnh đạo Ủy ban Bầu cử Liên bang, đã bị thẩm phán cấm đối chất về việc liệu chính khách Cộng hòa này có vi phạm luật tài chính tranh cử hay không. Ông Trump rốt cuộc đã từ chối gọi ông Smith ra làm chứng. Tuyên bố hôm 1 tháng 6 của cựu tổng thống ám chỉ đơn kháng cáo của ông sẽ đề cập đến phán quyết của thẩm phán Juan Merchant về ông Smith. Cựu tổng thống cũng có thể lập luận một số lời khai mà thẩm phán cho phép mang tính định kiến, đặc biệt là lời làm chứng chi tiết của ngôi sao phim người lớn Daniel về quan hệ tình dục giữa hai người, cũng như một số lời khai liên quan đến đoạn băng ghi âm ông kể chuyện gả tình người dẫn chương trình Access Hollywood Lauren Brooke Essen, người từng làm cho văn phòng công tố viên quận Manhattan và hiện là giám đốc cấp cao tại trung tâm tư pháp Brennan. Tin các luật sư của ông Trump có thể kháng cáo với lý do
tài liệu không liên quan và bồi thẩm đoàn không cần nghe nó để kết tội. Ngoài ra, đội ngũ luật sư của ông Trump cũng có thể lặp lại một số vấn đề họ từng liên tục nêu ra trước và trong suốt quá trình xét xử. Cụ thể, họ cáo buộc thẩm phán Merchan có xung đột lợi ích khi con gái ông đang làm việc tại một công ty tư vấn chính trị cho các chính khách dân chủ. Họ than phiền việc ông Trump muốn đổi địa điểm tổ chức phiên tòa khỏi Manhattan, nơi tập trung đông đảo những người ủng hộ đảng Dân Chủ, nhưng không được chấp thuận. Todd Blanchard, luật sư chính trong đội ngũ pháp lý của cựu tổng thống, thậm chí quả quyết, nhóm bào chữa từ lâu đã chuyển hướng chú ý sang giai đoạn sau kết án. Chúng tôi sẽ kháng cáo và chúng tôi sẽ thắng khi kháng cáo. Đây là một bước trong quy trình thuộc hệ thống tư pháp của chúng ta. Mục tiêu là kháng cáo nhanh chóng và hy vọng được minh oan nhanh chóng. Ông Blanchard lạc quan phát biểu trên chương trình The Today Show. Ông Trump thông báo thu về số tiền ủng hộ khổng lồ. Theo tạp chí Người đưa tin, chiến dịch tranh cử của ông Trump thông báo thu về số tiền ủng hộ khổng lồ chỉ một ngày sau khi cựu Tổng thống Mỹ bị tòa án ở New York kết tội. Ngày 1 tháng 6, chiến dịch tranh cử của Donald Trump thông báo ông đã thu về 52,8 triệu đô la tiền ủng hộ chỉ trong vòng 24 giờ sau khi bị bồi thẩm đoàn của Tòa hình sự Manhattan, New York tuyên có tội. Đây là số tiền ủng hộ kỷ lục trong vòng 24 giờ mà một ứng viên đảng Cộng hòa thu được, chỉ vài phút sau khi phán quyết được công bố tại phiên tòa giả tạo. Những người ủng hộ đã làm quá tải hệ thống quyên góp của chúng tôi. Bất chấp tình trạng nghẽn mạng vì lượt truy cập quá lớn, chúng tôi đã thu về 52,8 triệu đô la từ các nhà tài trợ. Trish La Civita và Susan Wheeler, hai cố vấn tranh cử cấp cao của ông Trump, cho biết trong một tuyên bố chung. Theo Trish La Civita và Susie Will, phần lớn số tiền khổng lồ nói trên được chuyển tới trong vòng 7 giờ sau phán quyết của Tòa hình sự Manhattan. Điều đáng chú ý là 30% nhà tài trợ và những người lần đầu sử dụng nền tảng quyên góp WinRed của đảng Cộng hòa. Trước đó, hôm 31 tháng 5, chiến dịch tranh cử của ông Trump thông báo họ đã thu về 35 triệu đô la chỉ trong vài giờ sau khi cựu Tổng thống Mỹ bị kết tội hình sự. Đây cũng là số tiền ủng hộ kỷ lục. Theo Reuters, trang WinRed đã bị sập trong một thời gian ngắn hôm 31 tháng 5 do số lượng người truy cập quá lớn. Tôi vừa bị kết án trong một phiên tòa săn phù thủy đầy gian lận. Tôi không làm gì sai. Với sự ủng hộ của các bạn vào thời điểm lịch sử này, chúng tôi sẽ trở lại Nhà Trắng trong chiến thắng và làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Email do chiến dịch tranh cử của ông Trump gửi đến các nhà tài trợ viết: hôm 30 tháng 5, bồi thẩm đoàn của Tòa hình sự Manhattan đã tuyên ông Trump có tội với 34 tội danh trong vụ án làm giả hồ sơ kinh doanh để che đậy khoản tiền đổi lấy sự im lặng của nữ diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels vào năm bầu cử 2016. Phán quyết này khiến ông Trump trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử bị kết tội hình sự. Về mặt pháp lý, ông Trump là tội phạm khi đang chạy đua vào Nhà Trắng. Ông Mattel Ballet, chiến lược gia đảng Cộng hòa, sau đó cho rằng với mỗi tội danh trong bản cáo trạng, ông Trump sẽ thu về 1 triệu đô la tiền tài trợ. Theo Politico, tính đến cuối tháng 4, quỹ tranh cử của ông Trump chỉ có 49 triệu đô la tiền mặt, khá khiêm tốn so với quỹ tranh cử trị giá 84 triệu đô la của Tổng thống Mỹ Biden. Khoản tiền lớn thu về sau phán quyết hôm 30 tháng 5 có thể giúp ông Trump thu hẹp khoảng cách về quỹ tranh cử với ông Biden. Phát biểu hôm 31 tháng 5 sau phán quyết của bồi thẩm đoàn, Trump tuyên bố ông đã sẵn sàng chiến đấu, gọi thẩm phán Juan Merchan, người điều hành phiên tòa hôm 30 tháng 5, là ác quỷ. Ông Trump kêu gọi mọi người ủng hộ quyên góp nhiều hơn nữa cho chiến dịch tranh cử. Hãy làm điều đó vì chúng ta đang chiến đấu cho nước Mỹ, ông Trump nói. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.